Mấy tháng nay dịch dã chẳng được hớp bia hớp rượu nào. Nhạt mồm nhạt miệng quá mình à. Xuống bếp lấy nắm muối giải khát cho đỡ nhạt mồm. Mọi lần cứ đến cuối tuần là anh em tụ tập quây quần với nhau. Anh trước rồi em lên sau lần lượt nâng chén giải sầu sướng ghê. Tốt đẹp lắm đấy mà còn kể. Dịch bệnh này khéo các ông lại cai được rượu. Cai là cai thế nào? Luyện mãi mới uống được đấy. Đàn ông phải có tí cay cay thì mặt mày nó mới có duyên. Có duyên gớm. Say vào nhìn như cái thằng điên ấy, đi đứng loạng choạng ăn nói luyên thuyên chứ hay ho gì. Chúng tôi múa túy quyền chứ ai gọi là say. Rồi, cứ múa thật lực, uống thật lực. Vài ba tuổi nữa sức khỏe yếu dần, gan thận xuống cấp thì khác được ở gần với Jun. Mình ăn nói gở mồm. Chẳng phải gở đâu. Sự thật thì hay mất lòng mà tính tôi lại không thích như ăn nói lòng vòng xa xôi. Rượu bia thì cũng vừa phải thôi, nhậu nhẹt thì cũng có lúc chứ không phải ngồi triền miên. Thứ nhất là tốn tiền, thứ hai sức khỏe xuống cấp rồi quy tiên có ngày.